chương một thần linh hệ thống bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com đây là nơi nào làm bạch vũ mở hai mắt ra thời điểm phát hiện mình cũng không có trong quán nét mà chính là đang nằm tại một cái trên đỉnh núi toàn thân các nơi đều đau thật giống như vừa mới bị người nào đánh một trận thật đau ta không phải ở quán internet sao ta nhớ được quán internet bắt lửa sau đó trên người lửa sau đó liền không có tri giác đây là nơi nào? Đột nhiên, một cổ đau đớn kịch liệt trong đầu dâng lên, như là đại não bị xé nứt, Bạch Vũ không khỏi kêu đau, ngay sau đó một cổ không thuộc về mình trí nhớ trong đầu không ngừng dâng lên. Làm cổ này đau đớn biến mất, xa là trí nhớ cũng không lại tràn vào, nhưng Bạch Vũ lại biết một việc. Nguyên lai, ta vượt qua. Đinh. Trong đầu đột nhiên vang lên một đạo băng lãnh điện tử hợp thành âm thanh. Thần linh hệ thống ăn ngay tại xứng đôi thế giới xứng đôi hoàn tất. Bắt đầu quét hình ký chủ tình huống thân thể. Hệ thống quét mặt hoàn tất. Bạch Vũ, nhân tộc, Long Tường Tông ngoại môn đệ tử, nắm giữ nhất đẳng linh căn, tu có hạ cấp võ đạo công pháp bát cẩm quyết, bây giờ cảnh giới vì hậu thiên tầng 2, tu có hạ cấp võ đạo kỹ pháp đại lực mãn ngưu công, nắm giữ trình độ đại thành. Hả? Bạch Vũ sửng sốt một chút hắn ở kiếp trước trước khi chết cũng là đang chơi một món tên là thần linh trò chơi hắn không nghĩ tới thần linh hệ thống cũng theo chính mình một khối vượt qua đi qua thần linh hệ thống chính thức khởi động khen thưởng ký chủ tân thủ đại lễ bao một phần mời theo phía dưới tuyển hạng bên trong tuyển chọn một hạng một tu vi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ hai võ đạo linh căng tăng lên một cái cấp bậc ba vũ kỹ mức độ đề cao một cái cấp độ mời lựa chọn Bạch Vũ nghĩ nghĩ, chính mình vượt qua đến cái thế giới này là cái thế giới của võ giả, thực lực là trọng yếu nhất, chỉ có có đầy đủ mạnh thực lực mới có thể không bị người xâm lược. Trước đó Bạch Vũ cũng là bởi vì thực lực thấp cho nên mới bị người đánh chết, đây là một cái ví dụ rất tốt. Đồng thời, căn cứ nhớ được biết rõ, sau 3 tháng đêm phải đối mặt tông môn khảo hạch, nếu như mình tu vi không tiến vào được hậu thiên tầng năm đã định trước hội bị đào thải, đến lúc đó đem về bị khu trục tông môn bởi vậy tu là quan trọng nhất muốn tăng cao tu vi vừa dứt lời bạch vũ nhất thời cảm giác được một dòng nước nóng theo trong thân thể trống rỗng xuất hiện như là một cổ vừa mới thức tỉnh thương lông ngửa mặt lên trời gào thét ầm ầm rung động bên trong vọt thẳng nhập dương khiêu mạch bên trong thế như chẻ tre liên tiếp mà lên hậu thiên cảnh giới cùng chia tám tầng mỗi đã thông một đường kinh mạch tấn cấp một tầng soạt một tiếng giống như có đồ vật gì bị xông phá cổ này chân khí trong nháy mắt tại dương khiêu mạch trung lưu dạo qua một vòng sau đó vọt lên đan điền cùng bạch vũ vốn là chân khí dung hợp lại cùng nhau sau đó tại dương khiêu mạch âm duy mạch dương duy mạch ba đường kinh mạch bên trong tuần hoàng lưu chuyển trọn vẹn một chu thiên sau lại trở về đan điền chân khí đoàn thể tích vậy mà trọn vẹn so trước kia tăng lên gấp đôi một cổ mạnh mẽ khí tức theo bạch vũ trong thân thể bắn ra thẳng đánh không khí phốc phốc trung động qua rất lâu mới bình ổn lại. Cái này hậu thiên tầng 3 rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Bạch Vũ rất kinh ngạc, coi như cái này thần linh hệ thống xem như cái nghịch thiên liền treo, nhưng đây cũng quá ly kỳ đi. Mà tại lúc này, hệ thống âm thanh lại lần nữa trong đầu vang lên. Bạch Vũ, nhân tộc, Long tường tông ký danh đệ tử, nắm giữ nhất đẳng linh căn, tu có hạ cấp võ đạo công pháp bát cẩm quyết, tu vi vì hậu thiên tầng 3, tu có hạ cấp võ đạo kỹ pháp đại lực mãn ngưu công, nắm giữ trình độ đại thành. Sau đó, trong đầu đột nhiên triển khai một cái hình ảnh, hình ảnh trên cùng là một mấy chữ. Đổi lấy điểm. Không, phía dưới là vô số ô nhỏ tử, ô vuông bên trong để đặt lấy các loại đồ vật, đồ vật phía dưới có đánh dấu ghi chú. Bồi linh đan. Có thể tăng lên linh căn phẩm cấp, mỗi 500 đổi lấy điểm một cái. Trung mạch đan mỗi phục dụng một khỏa, có thể thông kinh mạch một đầu, mỗi một nghìn đổi lấy điểm một cái. Tiểu thành kỹ năng đan Mỗi phục dụng một khỏa, có thể dùng vũ kỹ đạt tới tiểu thành tầng thứ, mỗi 500 đổi lấy điểm một cái. Trung thành kỹ năng đan Mỗi phục dụng một khỏa, có thể dùng vũ kỹ đạt tới trung thành tầng thứ, mỗi một nghìn đổi lấy điểm một cái. Đại thành kỹ năng đan Mỗi phục dụng một khỏa, có thể dùng vũ kỹ đạt đến đại thành tầng thứ, mỗi hai nghìn đổi lấy điểm một cái. Tông sư kỹ năng đang. Mỗi phục dùng một khỏa, có thể dùng vũ kỹ đạt tới tông sư tầng thứ, mỗi bốn nghìn đổi lấy điểm một cái. Cái này, cái này, cái này. Bạch Vũ đều thấy choáng, căn cứ một thế này, Bạch Vũ nhớ được biết rõ, Linh Căn là một người đại xuất vốn liền đã định trước, căn bản không thể sửa đổi, đây là giới tu hành thường thức. Thế mà, Hệ thống bên trong vậy mà cầm giữ có thể tăng lên linh căn dược vật bán ra. Mà vũ kỹ mức độ càng là cần khắc khổ luyện tập mới có thể tăng lên mức độ, tông sư cấp vũ kỹ càng là cần đối thiên địa vạn vật có cảm giác ngộ mới có thể đạt tới, đây cũng là giới tu hành thường thức, thế mà hệ thống bên trong vậy mà cầm giữ có thể tăng lên vũ kỹ mức độ đang dược bán ra. Cái này hoàn toàn phá vỡ bạch vũ đối với một thế này võ đạo nhận biết, cảm giác thực sự quá bất hợp lý. Mà tại lúc này Thanh âm lạnh lùng lại lần nữa trong đầu vang lên. Trải qua hệ thống quát hình, ký chủ võ đạo linh căng quá thấp, đối tu vi tăng lên có rất lớn trở ngại. Hiện tại hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất, đem võ đạo linh căng tăng lên đến ngũ đẳng. Ký chủ có thể thông qua giết địch phương thức kiếm lấy đổi lấy điểm. Thời gian một tháng, nhiệm vụ hoàn thành cho khen thưởng. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, thần linh hệ thống tìm khác kháng chủ. Cái gì? Kết thúc không thành nhiệm vụ còn tìm khác kháng chủ còn có nói đạo lý hay không? Bạch Vũ tức thiếu chút nữa mắng ra âm thanh đến, nhưng vẫn là vội vàng từ dưới đất bắn lên, hướng phía dưới núi nhanh chóng đi đến. Cái này, thần linh, hệ thống đem là mình trong cái thế giới này cuộc khởi cơ hội, cũng không thể để nó rời đi, nhất định phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Thế mà, vừa mới vừa đi tới giữa sườn núi, liền nghe được từ phía dưới trên đường núi truyền đến thanh âm yếu ớt. Cao Nam, tên phế vật kia thật ở phong đỉnh. Hắn thường xuyên ban đêm hướng ngọn núi này trên đỉnh chạy, đoán chừng tâm lý áp lực lớn, muốn tại phong đỉnh phía trên thư giãn một tí tâm tình đi. Đối Vương Nguyên, ngươi tìm Bạch Vũ làm cái gì? Ta cái này không muốn tại trong tông môn đổi lấy vốn tốt một chút vũ kỹ à, nhưng trên người điểm cống hiến không đủ, phế vật kia đến bây giờ chỉ học được tông môn phát bộ kia vũ kỹ, vũ kỹ khác còn không có học, đoán chừng trên người hắn có thể có một ít nguyên thạch. Ngươi muốn tìm hắn mượn nguyên thạch? lông. Ta còn dùng mượn à, trực tiếp đoạt hắn nha. Thì hắn cái phế vật, học tân võ kỹ cũng chỉ là uổng phí hết nguyên thạch, đến không bằng tiện nghi ta. Hai người kia, Bạch Vũ rất quen thuộc, bởi vì tư chất cũng không tốt, tu vi cũng kém không nhiều, lại thêm là cùng một cái huyện thành đi ra, ba người quan hệ đem so sánh những người khác muốn tốt ra không ít. Nhưng Bạch Vũ làm sao cũng không nghĩ tới, vương nguyên cổng chính mình thời điểm vậy mà như thế lãng phí chính mình thậm chí còn đem chủ ý đánh tới trên đầu của mình đây rõ ràng cũng là không có đem mình làm bằng hữu rõ ràng cũng là ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ rõ ràng cũng là đem mình làm quả hồng mềm nắm mặc dù hắn đã không phải là đã từng bạch vũ nhưng tâm lý vẫn tức giận đến không được thua thiệt hắn bình thường còn thường xuyên giúp bọn hắn chọn lựa tông môn nhiệm vụ rất đáng hận bạch vũ nhanh chân hướng thanh âm truyền đến phương hướng đi đến rất nhanh trước mắt xuất hiện hai người thiếu niên bóng người một cao một thấp, mặc trên người màu xám vải bố ráp bao. Vương Nguyên, ngươi thật quá mức. Thu thiệt ta còn tưởng rằng chúng ta là bằng hữu, nhưng ngươi lại đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta. Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Bạch Vũ chỉ người cao Vương Nguyên cái mũi mắng, sắc mặt tái xanh. Vương Nguyên cùng Cao Nam đồng thời ngay ra một lúc, bọn họ không nghĩ tới chân trước còn nói Bạch Vũ đâu, lúc này sắp lại đụng phải. Nhưng nghe đến Bạch Vũ, vương nguyên nhất thời biết hắn đã nghe được chính mình nói lời nói cũng không che giấu nữa hừ lạnh nói bằng hữu ngươi cũng xứng ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình tắm gương nhìn xem chính mình phối lên cùng ta làm bằng hữu sao ngươi là thân phận gì ta là thân phận gì ngươi bất quá là nông thôn một đầu nhà nghèo chó ăn bữa trước không có bữa sau khổ bức mà ta lại là trong thành thế gia con cháu tài phú như núi cả đời vinh hoa phú quý, thì ngươi còn muốn cùng chúng ta kết giao bằng hữu. Ngươi phối nổi sao? Vương Nguyên gương mặt cao ngạo, nhìn lấy Bạch Vũ ánh mắt giống như là đang nhìn một cái hạ tiện nhất khất cái, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, chỉ Bạch Vũ cái mũi không chút khách khí nói ra. Ngươi cho rằng tiến vào tông môn liền có thể cùng chúng ta ngồi ngang hàng với. Ta nói cho ngươi. Ngươi đây chính là đang nằm mơ. Thì ngươi cái này chó, Cả đời này cũng chỉ có thể làm hạ tiện nhất khổ phu, chỉ có thể quỳ gối trước mặt của chúng ta, làm một cái nghe lời chó. Vương Nguyên thanh âm không lớn, nhưng câu câu ác độc, thật sâu mà đâm vào Bạch Vũ nội tâm, để sắc mặt của hắn bá biến đến trắng xám. Bất luận ở kiếp trước vẫn là một thế này, thân phận của hắn đều là hàng môn tử đệ, gia cảnh bần hàn, hắn cho là mình đối với người khác tốt người khác liền sẽ đối với mình tốt, thế nhưng là, hiện thực lại là như vậy làm lòng người rét lạnh chẳng lẽ về mặt thân phận chênh lệch vĩnh viễn là không cách nào vượt qua khoảng cách sao? chẳng lẽ đây chính là hiện thực tàn khốc à? như vậy một thế này ta một nhất định phải trở thành người trên người cũng không tiếp tục muốn để người xem thường bạch vũ nắm quyền trong lòng hung hăng tự nhủ hắn nhìn về phía vương nguyên cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng cảm ơn ngươi thẳng thắng để cho ta nhận rõ ngươi từ đó Người đi người dương quan đạo, ta đi ta đọc một kiều. Nói xong, hắn xoay người rời đi, cũng không tiếp tục muốn nhìn hai người này liếc một chút. Vừa vặn sau lại đột nhiên truyền đến một câu, để thân thể của hắn rung lên, lửa giận trong lòng cũng không còn cách nào áp chế, cọ bốc lên. a à, đã để cho ta đụng phải ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn đi sao? Vương Nguyên hừ lạnh, gằn giọng cười nói. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Vũ bỗng nhiên quay người, trong mắt lửa giận chấp liên tục, đem ngươi nguyên thạch lấy ra, chủ động giao cho ta. Vương Nguyên đi lên trước, vỗ bạch vũ mặt, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, như là chủ nhân răng dạy hạ nhân giống như nói ra. Đã nghe chưa, phế vật, cũng là ý tứ này. Đừng để ta lại nói lần thứ hai, ngươi lớn nhất hảo thống khoái, không phải vậy, lão tử lập tức phế bỏ ngươi. Đi ngươi mụ. Lúc trước về mặt thân phận kích thích, đó là đã từng bạch vũ tự đòi kỳ nhục, Bạch Vũ tâm lý nhiều ít còn có thể áp chế lửa giận trong lòng, nhưng bây giờ, người ta đều đã khi dễ đến trên người mình, Bạch Vũ liền rốt cuộc áp chế không nổi, thân thủ thì hướng vương nguyên mặt quốc tới. Còn dám cùng ta động thủ? Người đây là tại muốn chết biết a? À? Vương nguyên trong mắt hàng quang lóe lên, lùng người xuống, né qua một cái bàn tay, sau đó hai tay như là cấp tốc đánh ra, như là mãn ngưu hai cái góc cạnh, đâm thẳng Bạch Vũ bụng dưới hắn một kích này dị thường hung ác không có chưa lưu thủ nếu là thật bị đánh trúng bạch vũ tất nhiên sẽ phá công từ đó thành vì một tên phế nhân vương nguyên không muốn chúng ta là một cái huyện thành đi ra chúng ta cũng không thể lẫn nhau tàn sát bên cạnh cao năm nhìn mặt mũi trắng bệch vội vàng hô to hừ một cái phế vật mà thôi thiếu hắn một người không ít oanh vương nguyên không chút nào để ý chân khí trong cơ thể bạo phát hai tay đột nhiên một trướng, tầng hình thành tầng cương phong, đâm trách không khí, lại tạo thành không bạo. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.